hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác đến với kênh xe đạp. Và mai bây giờ bác một mẫu xe OCR dòng đua model 3007 với cái tông màu rất là nổi bật, cái tông màu trắng, đỏ và đen, tông màu rất là sport dành cho những bác ưa thích những cái tông màu sáng. Và bây giờ xin vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, đây là tông hình của các bác, đây cái tông màu trắng, đỏ và đen, cái model của dòng gian OCR 3007 rất nổi bật dành cho những bác ưa thích những màu tông màu sáng. OCR Sody 3007 xe làm từ hợp kim nhôm alloy kích, vẫn là kim nhôm siêu nhẹ của dòng gian. Tổng thể xe đánh giá là mới tầm 85% xe. Bi đông của Phúc chính hãng của gian cũng bản theo xe. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Những tầng lip và bên tầng đĩa cũng là sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Đằng trước xe sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Sora. Mũi bản theo xe. Càng OCR. Mayer chính hãng của Mayer Vutega. Vành nhôm. Hai lớp chính hãng của vành nhôm hai lớp. Vành phun cum nữa nhá. Vành hiệu, vành phun cum. Vành hiệu, vành phun cum. Căm dẹp. Lốp CAT. Kích thước lốp là 700x23C, vẫn là kích thước lốp cơ bản của dòng xe road, dòng đua. Gạt đĩa chính hãng của Shimano Sora. Đùi đĩa chính hãng của Shimano Sora, nguyên bản theo xe. Cọc yên nhôm chính hãng của gian. Yên trắng, yên vô lô cùng hợp với tông màu của xe. Đằng sau xe sử dụng với một phanh ba mảnh chính hãng của Shimano Sora. Củ đề sau là củ đề Shimano Sora. Trang bị 9 tầng lip. 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer là Mayer, đằng sau là Mayer của Vutega. Vành phun cung. Vành hiệu. Đây. Vành hiệu chính hãng của vành phun cung nữa nhá. Vành nhôm hai lớp phun cung. Căm dẹp, căm lá hẹ. Đây là cái tông màu sáng. Màu trắng là màu chủ đạo. Những điểm nhấn là điểm nhấn đen và đỏ, điểm chỉ trên khung xe rất nổi bật, dành cho những bác ưa thích những cái tông màu sáng. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 46, tức là size S. Như ở các con cao từ 1m6 đến trên 1m7. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với mui ngờ đúp chính hãng của Shimano Sora, model gian OCR 3007 lên lip. Vành hiệu các nhá, vành hiệu, vành cặp chính hãng của Phun Cum xuống lip. Bên phải em trang bị với bộ đùi đĩa Sora xuống đĩa, gạt đĩa Shimano Sora lên đĩa. Vâng, chỉ có các mượt mà chân cung. Tổng thể xe đánh giá mới tầm 85%, rất là đẹp. Và em vừa đánh giá tổng thể xong trước gian model OCR 3007 với bộ group Shimano Sora.
và xe giá rất tốt bên em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tương thì liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe nào, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đấy, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.